Vâng, chào tất cả mọi người, và bây giờ mình sẽ nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Villarreal và câu lạc bộ Atalanta. Đây là trận đấu thuộc vòng bảng của cúp C1 và sẽ được diễn ra lúc 2 giờ rạng sáng ngày 15 tháng 9. Và ở trận đấu này, Villarreal sẽ tiếp đón Atalanta trên sân nhà, và theo mức tỷ lệ kèo của nhà cái FV88 đưa ra thì hai đội sẽ đá với nhau với mức kèo đồng banh. Mức kèo cũng hay tăng 0.25 và cũng hay tăng nữa là 0.5. Đó là mức kèo phụ do đội chủ nhà Villarreal sẽ chấp Atalanta. Và cái mức tài xỉu trận đấu này là 3 trái và cũng có thể hạ xuống còn 2.75 và cũng có thể tăng là 3.25. Thì trước khi đi vào nhận định, các bạn cho mình xin một like video, một subscribe kênh nhé. Thì đây là lần đầu tiên hai đội chạm trán với nhau cho nên là cũng không có quá nhiều thông tin để gửi tới cho các bạn. Năm trận thi đấu gần nhất của Villarreal thì họ hòa 4 và thua 1. Năm trận thi đấu gần nhất của Atalanta thì họ thắng 2, hòa 1 và thua 2. Và ở trận đấu này với mức kèo thế này thì mình khuyên các bạn nên ưu tiên đi cầu đấu khách Atalanta trận này. Vì sao? Thứ nhất là xét về thực lực hiện tại thì Atalanta họ cũng không thua kém gì Villarreal đâu các bạn. Cái thứ hai thì nếu như trận đấu này mà hai đội hòa nhau thì chúng ta chọn cửa Atalanta, chúng ta chỉ từ quê kèo để thắng kèo mà thôi. Và cái thứ ba này, chúng ta xét về phong độ thì thậm chí là Atalanta đang có phong độ tốt hơn Villarreal nữa. Và biết đâu với phong độ khá là ổn định ở thời điểm hiện tại thì Atalanta họ sẽ đá bại được Villarreal luôn rồi sao. Cho nên trận đấu này mà nào tin tưởng mình thì bạn ưu tiên đi cửa độ khách Atalanta được chấp 0.25 ở trận đấu này. Và cái mức tài xỉu trận đấu này là 3 trái 2.75 và 3.25. Thì mặc dù ở đây là lần đầu tiên hai đội chạm trán với nhau, nhưng mà Villarreal không phải là thủ dễ chơi nha các bạn, họ chơi cực kỳ khó chịu luôn. Mình chỉ đoán trận đấu này nhiều khả năng hai đội sẽ hòa nhau và sẽ là một điều, hoặc là 1-0 nghiêng về cho Atalanta. Cho nên mình tin tưởng mình ở bảo ưu tiên đi cửa xỉu 3 hoặc là 3.25 ở trận đấu này. Và mức hiệp 1 hay mức kèo và đồng banh và sẽ là 1.25 thì ở hiệp 1 các bạn thấy là đá nhẹ Atalanta và các bạn canh tài 0.75. Trận đấu này cũng sẽ không có bàn thắng sớm đâu. Cho nên là tấm lại trận đấu khuyên các bạn chọn Atalanta và các bạn đá xỉu 3.25. Ở hiệp 1 thì đá nhẹ Atalanta và các bạn canh tài 0.75 ở hiệp 1. Và cảm ơn FP88 đồng hành cùng mình ở video này. Xin chào, hẹn gặp lại.